Chào các bạn, hôm nay tụi mình sẽ đi Costco. Mấy tháng rồi không có đi. Hôm nay tụi mình sẽ đi để coi nó có sale deal gì good để mua không. Chứ lại sẵn mua ít đồ gửi về Việt Nam cho gia đình của mình. Bây giờ trước khi mà ghé vào Costco thì tụi mình ghé vào trạm xăng để đổ xăng. Xe của anh hết xăng rồi các bạn. Sẽ quay cho các bạn coi anh đổ xăng ha. Ở Mỹ thì đổ xăng là mình tự đổ hết các bạn. Tự bỏ thẻ vô, tự chọn loại xăng rồi tự bỏ cái máy, cái giò bơm nó vô đứng bơm thôi. Máy nó tự bơm. Khi nó đầy thì nó sẽ tự, cái máy nó tự ngắt cái bơm nó cho mình các bạn. Need to get some gas. Yep. Tụi mình đổ xăng tổng cộng là 85 đồng chẵn. Sao hay vậy, từ chẵn luôn. Is it even? It actually stopped me at 85, it's the max. Nó là nó tự động ngưng đó các bạn. Cái máy tự động ngưng 85 đô mà mình đổ 28 gallon máy. Thì cái khả năng chứa bình xăng này mình không biết, chắc chừng 29-30 gallon gì đó. Thì do xe anh nó chưa có phải là cạn hết bình đó, cho nên mình đổ tới đây là máy nó tự ngưng rồi. And this will last me probably between 2-3 weeks. It's not so bad. Yeah. It gets pretty good gas mileage. Yeah. It has a big tank. Yeah. This is where you can put all of your shoes. Oh, for shoes? Yeah. Tủ đựng giày hả các bạn? You see, for 16 pairs of shoes. 16 đôi giày. Đang sale giảm 10 đồng còn 29.99. Actually the top four, it looks like you can just use it for storage. Yeah, I didn't see that. I just all look at the price. Yeah. Okay, right there. Uh-huh. Yeah, that's cool. But I don't think we need it. No, we don't. Yeah, we have the shoe rack already. Yeah, này cũng 29.99 để đồ đó. The smallest trash can in the world. Cũng giảm 4 đồng các bạn, còn 15.99 thùng rác. Bé tí tí à. Oh, the Dyson. Oh, that's right. This yeah, is the vacuum machine that we got. Yeah, $400. Yeah, 408 các bạn, giảm 80 còn 400. But it's like the best vacuum ever. Yeah, I love it so much. Yeah. Probably different, really? Like what you call it, version, you know? This is just model. Like a newer model. Yeah, different model. Yeah, a version model. Này các bạn. Same. It looks almost the same. Nhìn giống cái của mình nhà mình xài á. It's a little bit different. Nó không dây ha. Này không dây. I think this look the same. Yeah, the head look the same, this except this, the machine look different. Right. Thì cái này mình có thể thay được, thay cái đầu này ra, cái chỗ nút đỏ ra các bạn. Là mình bấm là mình nó cái này nó rớt ra. Rồi mình thay những cái đầu khác vô. Cái này tới 480. Wow, see? It's actually 480, but they're taking $80 off for the sale. Yeah, you didn't see that? That is really good. Cái của mình mua hồi xưa mình không nhớ 400 hay nhiêu hay là 300 mấy á, mà lúc mình mua còn 200 mấy mà. Cũng giảm còn 200 mấy mà mình mua nhiều năm rồi. Ok. Yeah. Cái này là hộp đựng đồ ăn, đồ đó. Yeah, that's awesome. Yeah. What's that? It's a computer monitor, right? Yeah, it's a computer monitor. 32 inches. But it's curved. Nó oh, cong really mà các bạn, cong gì nè, cong lõm vô gì nè. Oh, that's nice. Nice hả? Yeah. Giá 200 giảm còn 180 các bạn. Yeah, it seems so cheap. Của Samsung. Yeah. You think really it's cheap? I don't know. I don't know. Don't talk about technology to me. Okay. Looks nice. This also the same? At the house, I just bought a 28-inch monitor. So this is 4 inches bigger. But I also got a very high quality image
But it's cool. Like I like the curve like yeah, that. Yeah, I do too. It's nice. Uh-huh. Yeah, it's cool. So this one also for what's the lab? A computer. Computer. Uh-huh. Also. Yeah, cái này thì 90 đô. 24 inch. Yeah, này 90 cái kia 180 các bạn, gấp đôi luôn. Oh, that's double the price. Oh, oh my yeah. God, look over here. This one like 550. Cái này thì 600. This is the whole computer, sweetie. Giảm còn 500. The oh, okay. Wow, yeah. 24 all in one. The computer is in, built inside the monitor. Oh, really? Yeah, look, I guess. Oh, wait. No, it's not. I'm an that, idiot. No, it's no, not no. A thin. Scratch that. And it's long. I think it's in this box. Okay. Wait. Is it all in one? No, so. All in one. No, that is it. All in that one. That is the whole thing. Yeah. Yeah. It all. It is all built in. Okay. It say right here. I don't know. Windows or Wi-Fi. I don't know. Bluetooth and. That's the whole thing. Mình không rành. Anh nói này là tất cả luôn cả. Actually, this is a touch screen. Mmm. The touch also, screen. It's a touch screen. Này. Đụng vô màn hình được. Woo! Awesome! Awesome. Yeah, that's cool. Well, 550. Yeah. I think it's cheap, right? I don't know about technology, but I think it's cheap, right? Yeah, that's neat. Yeah, that's cool. Yeah, the touch screen, I like that. I like it too. Yeah, that's neat. Pretty cool. Oh, yeah, there you go. Something over there, some button over here. Yes, it's like in the theater. Yeah, something. Oh, there we go. Oh, I need to move the cart. That's great. Oh, wow. Oh, man. Yeah, yeah. All right, let me pick it up. That's so funny. Wow. That's cool. Awesome. Yeah. Okay. Yeah. But that's cool. It looks like a little bit of storage here. Yeah. Yeah, there we go. So you can put your remote like control house and stuff. At, my brother's house. Or the one at the theater. Oh, that's right. Yeah. Mm-hmm. Cool. Nice. I like it. Yeah, nice. Anh thích cái này các bạn. How do you get I need to, how do I get in here? Đây này nó nguyên set bự luôn. Cái này mình ngồi nó chỉ có hai ghế à. Hai ghế và 750. Cái này nguyên set luôn 1400 các bạn ha, không có giảm. Cái mặt hi hửng nè. Let me figure this out. Oh, wrong way. Oh yeah, here we go. Here we go. Oh wow, wow, this is even better than the one I tried. Wow, yeah. Oh, this is to go to sleep. Clearly, this is to go to sleep. Yeah, this is a bed. Look at me. You're gonna, wow, you're gonna fall asleep there. So comfortable. Oh, I would. It's also leather. No, it's not leather. It feels like suede or something. I don't know. Okay, feels, no, but I get yeah, hang on. It feels great. But I don't like the color. It's I like it, but not the color. Yeah. Nhìn xa tưởng cái da mà không phải. The feel. Yeah. You know? Rất là mềm. Mình biết gọi là bằng gì ta? Biết ảnh nói dụng từ đó là gọi là gì? Yeah, I wonder what, is, what this is made of. Mình cũng biết cái này nghĩa là gì nữa. Yeah, this is huge. This is great for a party. I know we need a one new setup couch. Yeah. I know. Cái ghế nhà mình vậy nó tê tua không các bạn? Okay. Oh, I see. Yeah, and you have to plug. Oh, so you plug the couch in to the wall. Oh. Yeah. Oh, I like this. Wow. Look at this finish. It's $500. 500 đô hả các bạn? Wow. This would be great. Cool, you could nice. Put a really big TV on here. Uh-huh. Này để TV lên nè. Kệ bạn coi hình nè, ta để TV nè. Huh. Yeah, this is nice. Is it real wood? No, probably not. Yeah, hình như không phải gỗ thiệt sao? Không biết. I don't think so. I don't know. Looks like wood. Dạng kiểu vintage, huh? Yeah, it looks old-fashioned. Yeah, yeah kiểu like kiểu it. Vậy đó. It's a cool style. Yeah. Vô đây là hả? Bạn thấy mình nghĩ là mua rẻ hơn mua chợ ngoài, mà thật ra điền vòng là tốn cả mấy trăm cả ngàn các bạn. Yeah, tại... I guess you need like. See how long this thing is. À, người ta bán đồ sỉ, mình mua gì mua lần đóng á. Mua vài món họ tính tiền là cũng đã mấy trăm rồi. Made in Vietnam. Quality product. Yeah, that's great. Made in Vietnam, oh my gosh. Oh, awesome, it made it all the way over here to Costco. Then you need to buy it, baby. I'm trying to figure out how, okay, here we go. It's 72 inches. Cái này cũng 500 đô.
khoái à? Tụi mình like khoái that. Đi dạo coi đồ vậy. Yeah, that's pretty cool. Yeah. Mm-hmm. I like the other one more. Yeah. Me too. Nhà mình thì hay mấy cái đồ gỗ cái màu này lắm. Mà mình mới sau này mà mình có điều kiện sơn sửa lại nhà, hoặc là nếu mà có mua nhà mới thì mình thích để màu trắng hay màu kem các bạn. Mình thích đồ bếp, đồ này, tủ bếp này. Màu trắng màu kem cho nhìn nó sạch nhẹ với nó rộng cái nhà của mình hơn là cái màu tối. I like this style too. You know, that kind of look like rich old. You like like everything. Rustic, you know? Yeah, I like it too. This is what they're doing now in model homes. Mm-hmm. This is like the new style. Yep, the trend. Yes, the trend. This is a digital safe. So you type in your code, and then it has fire protection, and it's also water resistant. But normally these are really expensive. Yeah, $250. $250 thôi các bạn. But it's really good to keep things secure. Yeah. Do you have anything to be secure? Huh? Do you have anything to put in there? Yeah. A lot of things. Nhà không có gì quý giá mà mua mấy két sắt làm gì quý. Yeah, okay. Oh, right. That sounds good. Mega Omega Trail Mix. show it to me the back. Dried mango. Oh, your favorite. Yeah, walnuts, almonds, dried cranberries and pumpkin seeds. Yeah. Okay, let's get it. I like it. Yeah, look, you see all the pumpkin seeds in here? Look at the date. Yeah. 6, 12, 20. Okay, they're good. Good for 1 year. They'll last for long. Yeah. I know you they'll last, they'll last 1 week. You like mango. Yeah, pumpkin seeds. I like pumpkin seeds. Mm-hmm. I like walnut too. They have really good trail mix here. Look, they have some other kinds as well. Oh, nuts and berries. Oh, I know you love berries too. Yeah. Oh, but this has pistachio. Mm-hmm. Or I mean, I know it Vietnamese, but I don't know English. I know that, but not in English. Yeah, figure it out. Cashews. Cashews. Yeah, like cái gì hộp điều các bạn? I think I like the other one better. I don't know. Like Mega Omega sauce better. Has blueberries. Anh thích blueberries. They're both really good too. You pick. Bịch này thì 8.49 đồng, bịch đó 8.99 đồng ha các bạn. Không có sale. I gotta go with this one. Okay. Because I'm not the biggest fan of walnuts. I think walnuts are okay. I think they're pretty good. But I really love cashews too. I love cashew too. Yeah. I thought you like mango, but that's okay. I do. I think the cashews are going to get eaten first. Yeah, Costco cũng có bán sách nữa các bạn ha. Đó, quá trời sách luôn. Để tha hồ mua sách cho mấy em. Yeah, they have a lot of educational books here. Oh, school's starting this week. Oh, yeah, right. So I said, so they sell clothes. That makes sense. For kids back to school. Oh, man, I didn't even realize there's clothes everywhere in front of them. Yeah, họ bán quần áo, sách vở, lum các bạn. Yeah, that's right. Mấy đứa cháu của anh xã mình thì nó tới tuổi nó đi học rồi các bạn. Nên mình có thể mua sách tặng Noel cũng được. Mà hiện tại thì mình chưa có ý định đó. Tại nó là đi học, tụi mới học, dạng như mới bắt đầu vô học rồi. I used to love these kind of books. Mua sách cũng còn sớm quá. That it like challenge your brain. Oh, I love those too. I just love these kind of books. Jake really love it. Yeah. Cháu lớn của tụi mình là rất là thích giải những cái đề toán hay những cái gì mà về trí thông minh đó các bạn. Tụi mình cũng mê chơi mấy cái game đó lắm. Rồi nắm tay. Mình nói là bắt đang quay phim và nắm tay gì không? Một tay quay phim, một tay anh đẩy xe. Còn tay còn lại hai đứa mình nắm tay mới chịu. Ê, mình đi vòng vòng cũng không ý định mua gì đặc biệt các bạn, chủ yếu mua sữa với lại salad thôi. Yeah, they have furniture here. Rồi mình cứ đi vòng vòng coi có gì sale vui mua. Hôm nay tụi mình đi là trong tuần các bạn. Cho nên là luxury, rất là vắng. Luxury bath towel. Nó vắng. I know what I want to buy. I want to buy pillows, honey. Yeah, pillows. Let's buy pillows. Pillows. We need this new pillows. Great, huh? Yeah, that's nice. Rồi, ê các bạn, mình lắm. How much? Only $6. $6.
Wow, that's so cheap. That's even cheaper crazy. Than that's the so ones cheap. That I bought at Kohl's yeah. that you really love, remember? Yeah. I think so. I think I bought those at least $5. Oh, and they have different colors. Mê rồi các bạn. Khăn rồi. Rồ đã lắm. Mình. Yeah, this one's already been open. Mm-hmm. Oh. Yeah. Yeah, just a standard towel. Uh-huh. Oh, sorry nha, mình không biết là cái này người ta gắn lại để không được mở ra. Ủa đâu, mở ra được mà. Có người mở sẵn thôi. Ừ, mở ra được mà các bạn. Cái này đâu có gì đâu. Mình yeah, mở ra mình coi. Nice. That sucks. Yeah, but we don't really need that. Nhà mình that's có nhiều true. Khăn we lắm. Have plenty of towels. Yeah, mình mua mới mua nhiều lắm. Ờ, đây có bán đồ lót, áo ngực nữa các bạn. Ờ, mình thì không có xài mấy cái hiệu này. Em mình xài thì nó cũng rất là tốt á. Mình thì không xài. Mình đi kim gối đi, mình muốn mua gối. We are in the market for some pillows. Yeah, có gối gì mua. Oh, at first I thought it's a allergy something. I thought, yeah. Oh, that's for me. À, mình bị dính á. Dính gối mà dành cho những người bị dính. Oh, thôi mua cái đó. At first I thought it's an allergy. Nhìn mấy chữ đầu mình tưởng actually, như là allergy. You did mà. See allergy. Look, allergy protection pillow. Oh, really? that's funny. So funny. Cái chữ thì không có phải là allergy mà nãy mình nhìn xa xa mình thấy ale gì đó cái mình tưởng allergy. Yeah, that's great. Mà không phải. Nhưng mà nói không đúng là allergy thiệt. That's cool. Họ dùng những cái chất liệu các bạn. Mình không biết diễn tả làm sao, nói chung là cho những người bị dị ứng như mình á nằm lên không có bị hạn chế bị dị ứng. Để mình coi mình lựa đi, mình lựa okay, set. Really you like we the soft two, one or hard? Two. Right? Can I get it by a pack of two? Look how long these are. Oh, look wow. how long it is. It's a really big pillow. Let's see. Oh, there's two of them in here. Yeah. Oh, one back have two, ah, maybe. Okay. Every back have two. Then you need an extra long pillowcase. Do they sell those? Sounds like a hot market. Yeah. Okay. Okay. These are normal. It's a memory fiber. Also jumbo. You like it? Ảnh thì thích nằm mềm, mình thì thích cứng. Feels pretty good, but I don't know. There's a bunch of air in this bag, so I might be getting trapped. Here, right here. Feels pretty good. Có ai đục sẵn cái lỗ đấy bạn? Somebody ripped it. I didn't do that, I swear. Somebody else did. Yeah, anh không có làm rách nha. Có ai làm rách sẵn rồi, thì mình rờ tay vô thôi. À, thấy cũng ok. Kind of soft. Cái đó 20. Còn cái gối allergy này, organic cotton gì nữa. Mà có 14 đồng các bạn. Ủa sao nó lại rẻ hơn lạ. Mình tưởng mấy cái này nó phải mắc á. Tưởng allergy mắc lắm chứ. How come it's even cheaper? Interesting. Yeah, I'm surprised cheaper though. Yeah, I like this one. Okay, let's go give it that. Thì thấy ông mua đồ không quan tâm vợ mình bị allergy vậy trơn. Okay. Yeah, I'm gonna sleep better tonight. Great. I'm excited. Great. Các bạn thấy gì không các bạn? Tháng 8, Halloween. Tháng 8 mà họ đã bán đồ Halloween rồi các bạn. Honey, Halloween Customs. Wow, tháng oh, 8 nha. Oh my gosh. Oh, man, no. Mới có tháng 8 mà bán đồ Halloween rồi. December. Yeah. Wow, this is really early. Yeah, mình mới có giữa tháng 8 thôi nha. Oh, this is so funny. Look at this. Bán trước 2 tháng rưỡi luôn. What's that? It's a SWAT team. Look. You have like a SWAT team. Yeah. SWAT team đồ của cảnh sát này các bạn. Comes with the hat and everything. Your badge. Is that funny? That's great, yeah. Binoculars. That's cool. Mới có tháng 8 mà bán đồ Halloween. Có kẹo cho Halloween luôn rồi các bạn. Yeah, oh my god. Wow. That's big. How much is it? Yeah, this is like 5 pounds. Đó 14 đồng các bạn. Mịt đó 14 đồng. Wow, that's huge. This is huge. Yeah, 5.7 pounds. See? Yeah, yeah, that's pretty good. I said 5. Alright, man. Yeah, this is the good stuff too. Sour mm-hmm. Patch Kids. Mm-hmm. Starburst, Skittles, mm-hmm. Nerds, those are good. Oh yeah, Swedish Fish. Don't act like we're buying candies for you right now. Okay, we're not buying it, so let's it's put it back. Kids. Hy ẩn như là mua cho ảnh nha. We just need to buy it months in advance. Đây là đồ Halloween cho nữ nè các bạn, chờ cho nít nè, gái nè. Không ngờ bán sớm dữ vậy. Của xương nữa. Oh, trang yeah. trí cho Halloween rồi nè. Awesome. So funny. Yeah. Oh my god, this is for Christmas. Yeah. Wow. Trời ơi, bán đồ cho Christmas các bạn. Đồ cái này để cho Christmas nè. Có quà.
too early. Yeah, way early. Like 4 months in advance, that's way early. Maybe this is the seasonal area. Maybe, I don't know. Cái này có mì, rồi có sốt nấm với có gà nướng các bạn. Tất cả cho vào tô, bỏ microwave 8 phút là ăn được rồi. Bịch này cũng bự lắm ha. 2 pound, 8 ounce là khoảng 1 kg á. Wow, that's a lot. 2 yeah. pounds, 8 ounces? Man. Yeah, like 1 kilogram. Yeah, that's a lot. 10 đồng giảm còn 7 đồng. Thì không biết ngon không, nhưng mà nói chung là cũng tương đối rẻ. Anh thích ăn mấy loại này lắm. Mình không thích ăn đồ đồ Mỹ, đồ Ý đâu. Anh thích ăn, mình mua này để trữ cho anh bữa nào mà mình không có nhà, anh lấy anh hầm ăn ha. Yeah, that's also really cheap. $7. Mình thấy rẻ, vì mình thấy là rẻ đó. Cái này mà đi, lấy like, go to restaurant, it could be like something almost $20. Oh yeah, oh yeah, for sure. It's like the biggest apple pie ever. Let me see how big compared to your face. Yeah, wow. The bowl, the size of your face. Man, that's how much big. Is it? Yeah, $13. Wow, that's so cheap, right? Yeah. Yeah, wow. Bánh trong Costco nó ngon mà nó rẻ lắm các bạn. Thì cái này nhà mình ai có tiền có mình mua ha. Man, bánh nó ngon mà rẻ lắm. Coi cái bánh nhìn hấp dẫn không? Mà bánh mà có kem được của Mỹ thì nó rất là ngọt các bạn. Người Mỹ họ làm bánh cực kỳ ngọt. Mấy cái bánh tạt này thì còn đỡ đỡ một chút nha, chứ bánh kem nó ngọt lắm. Mình nghe nói ngon thì mình chưa ăn thử. That's really good though. Bánh tạt này thì mình có ăn bánh pumpkin rồi. Ngon lắm. Apple pie thì mình không thích lắm. Ở đây nhìn gì cũng ngon, vấn đề là họ bán sỉ các bạn. Số lượng nhiều á, phải cho đại gia đình đồ ăn hay là tiệc gì đó. Mình hai người mình mua một lần về ăn hết, bỏ hư uổng. Oh, they even have ribs here. Ribs? Yeah. Họ ghi là black coi chừng ribs. Nóng nha các bạn. Ngoài nóng á. Oh, and rotisserie chickens. Yeah, bữa mình thấy người ta đứng xếp hàng video trước mà mình quay Costco, bạn thấy họ đứng xếp hàng dài luôn, đứng đợi đồ nướng các bạn. Miết gà nướng hay sườn nướng mà đứng đợi đó. Mình thì chưa giờ ăn mấy cái gà cái sườn nướng sẵn tại tiệm lắm. Tiệm hầu như nào cũng có, Walmart cũng có rồi. Mình thấy hầu như HEB đồ gì cũng có mày. Mình chưa giờ ăn thử. Ảnh thì thích lắm á. I think the flavoring is better with like a Vietnamese type of style. Nịnh 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 nịnh. Ở đây thì họ bán đồ ăn sẵn ha. This is a pack for tacos. Ooh. It gives you everything that you need for tacos. Cheap, right? Only $15. Yeah, you got the tortillas. This would be good to have some friends over. Có 15 đô à các bạn, rẻ quá trời luôn. Cái này thì họ để sẵn luôn, mình đem về lấy ăn thôi. Hoặc là bỏ vô lò nướng hâm rồi thôi. Ha. Cái này người ta chuẩn bị sẵn. Yep. Cho những người nào người ta không có thời gian nấu hay là người ta không biết nấu. Phải this chicken alfredo. This good. Tôm, salad tôm. Is throw this in the oven. Mm. It's already totally prepared. Yeah, nói mấy này chuẩn bị sẵn rồi, chỉ cần bỏ vô là nướng là xong, có ăn. Yeah. Looks good. That looks really good. Yep. I want to see if they have a sale on the water. Yeah, nước đây. Hồi trước thì tụi mình cứ uống hiệu của Kirkland mà thật ra Purify ảnh nó là nước từ trong giòi. Cho nên không có thích uống nó. Tụi mình toàn mua cái hiệu này nè các bạn, Osaka nè. Và cái hiệu anh cực kỳ thích. Oh my god, it's so cheap. Let's talk up. $4 for 40 bottles of water. Oh my god. So like 10 cents each? We need two more carts. Oh my god, trời, tự nhiên mình đang bất ngờ. Tình cờ đi, ai ngờ nó sale rẻ. Cái này thì nước suối thiên nhiên thật sự các bạn. Trời, rẻ quá luôn. Nó rẻ còn hơn mình mua ở tiệm ngoài. Tại vì sau này mình mua ngoài không mà. Ở ngoài mình mua coupon sale rồi, nó rẻ. Ở nhà mình vẫn còn 7-8 block các bạn, 24 chai á. Bây giờ mình lấy thêm đi. Mình rất là thích trữ nước, tại tụi mình uống nước nhiều. Mà ở Houston, những cái thành phố mà dễ có bão như tụi mình thì trữ nước quan trọng nhất. This is gonna last a long time. Yeah, I like it. I like to stock up on water. Man, this is a really heavy cart now. There's a lot of nặng lắm á, cho nước vô nặng. Okay, let's go. Okay, tụi mình shop xong rồi, giờ ra xe để đem đồ lên xe các bạn ha. Cái camera của mình nãy bị hết pin, thành ra là mình không quay tiếp ở trong store được. Mình chỉ mua thêm hai cái thùng dầu nè các bạn. Đó, hai thùng dầu này là lần trước mình mua nghĩ trong cả năm rồi, mình xài giờ vẫn còn chưa hết các bạn. Nhưng mà nay nó sale này mình mua trữ thôi, thỉnh thoảng mình cũng có dùng dầu. Nãy lúc tụi mình tính tiền thì bị người ta chặn cắt ngang á, có người dành lên tính tiền trước các bạn. Cũng may là không xảy ra gì hết, mình chỉ nói là xin lỗi là đi nhầm lane thôi ha, rồi kêu người ta đi qua chỗ khác á. Chung mọi chuyện cũng ok. Ok, giờ xong rồi thì tụi mình tải đồ lên xe nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của tụi mình nha. Thank you and bye bye. Bye, thank you for shopping with us.